Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tôi muốn nhận lấy các tội nghiệp của chúng sanh. Hòa thượng tuyên hóa, ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài gia hộ bình an cho muôn loài. Hễ khi nào quý vị có thể sửa đổi những lỗi lầm và cải thiện chính mình thì dẫu cho nghiệp tội của quý vị đã làm nghiêm trọng đến đâu, tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về những nghiệp tội này. Nếu như quý vị lẽ ra phải đọa địa ngục vì quả báo của những nghiệp tội đã làm trước đây, thì tôi bảo đảm là quý vị sẽ không đọa xuống địa ngục. Bây giờ quý vị đã quy y với Tam Bảo, quý vị nên làm người Phật tử tốt. Quý vị nên tránh các điều ác và thực hành tất cả những điều lành. 1. Làm tất cả những điều có lợi cho người khác, và tránh làm bất cứ điều gì gây tổn thương người khác. Nếu quý vị có thể làm như vậy, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các nghiệp tội và những sai lầm mà quý vị phạm phải trong quá khứ. Nhưng hãy nhớ chắc rằng quý vị không được phạm những tội lỗi hoặc sai lầm đó một lần nữa. Tất cả quý vị hiểu rõ không? Hễ khi nào quý vị có thể thay đổi những lỗi lầm của mình và cải thiện bản thân, thì bất luận các nghiệp tội của quý vị có nghiêm trọng như thế nào, tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về những nghiệp tội này. Các nghiệp tội quý vị đã làm trước đó là vì quý vị chưa nghiên cứu Phật Pháp và không biết gì khác tốt hơn. Bây giờ quý vị đã quy y với Phật Pháp, quý vị không nên tạo ra bất kỳ nghiệp tội nào nữa. Ảnh hưởng của mạng xã hội đến khẩu nghiệp của người trẻ, cho dù quý vị có phạm nghiệp tội gì trong quá khứ, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những nghiệp tội này. Tất cả các nghiệp tội trước đây của quý vị nhất định sẽ xem là của tôi, bởi vì tôi đã không dạy dỗ cho quý vị trước đây. Bây giờ quý vị đã quy y rồi, quý vị không được tạo thêm các nghiệp tội nữa. Quý vị nên làm tất cả các việc tốt, trong khi tránh làm những việc xấu. Quý vị có hiểu không? Nếu như quý vị lẽ ra phải đọa địa ngục vì quả báo của những nghiệp tội đã làm trước đây, thì tôi bảo đảm là quý vị sẽ không đọa xuống địa ngục. Nếu như quý vị lẽ ra phải chuyển làm ngạ quỷ, nhưng vì quý vị thật sự thay đổi, tôi sẵn lòng trở thành ngạ quỷ thay cho quý vị và nhận lấy quả báo dùm quý vị. Nếu như quý vị lẽ ra phải làm súc sinh vì nghiệp tội trong quá khứ của mình, nhưng quý vị làm những việc thiện và tránh làm các điều ác sau khi quy y, tôi sẵn sàng thay thế quý vị làm thú vật. Cho dù quý vị có phạm nghiệp tội gì trong quá khứ, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những nghiệp tội này. Nếu chúng ta đem hết lòng thành ước nguyện chấm dứt chiến tranh, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Trong dân số to lớn trên toàn thế giới, chúng ta chỉ là một số ít người. Tuy nhiên, sức người có thể thay đổi hoàn cảnh. 2. Chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ ít người, chúng ta muốn cầu nguyện với chư Phật và Bồ Tát ở khắp mười phương để chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Nếu chúng ta đem hết lòng thành ước nguyện chấm dứt chiến tranh, chắc chắn sẽ có cảm ứng. Vậy chúng ta hãy nên cùng nhau đem hết lòng cùng cầu nguyện. Bài nói chuyện ngày 11 tháng 10 năm 1990 tại nhà hàng New World ở phố Tàu, London. Những nét chính về cuộc đời Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa vốn họ Bạch, tên tục là Ngọc Thư, pháp danh là An Từ, tự Luân. Và Tuyên Hóa là pháp hiệu do Lão Hòa Thượng Hư Vân đặc biệt tặng cho khi ngài thọ lãnh sứ mạng làm người kế thừa truyền pháp đời thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng. Ngài sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ, 1918, tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, Bắc Trung Hoa, tức Mãn Châu. Thân phụ ngài tên Phú Hải, chuyên nghề nông, thân mẫu thuộc dòng dõi họ Hồ, sinh được 8 người con, 5 trai 3 gái, và ngài là út. Thân mẫu ngài thọ trai trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ bà mộng thấy Phật A Di hiện thân, phóng hào quang chiếu sáng khắp thế giới, chấn động thiên địa, giật mình tỉnh giấc, bà ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ngài. Ngài vừa ra đời liền khóc suốt 3 ngày đêm, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Năm ngài 11 tuổi, một hôm cùng chúng bạn dạo chơi, ngài chợt trông thấy một em bé miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, giờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn, có kẻ hiểu biết nên liền nói, bé đã chết rồi. Song ngài vẫn vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài thưa hỏi thân mẫu, bà dạy, phàm làm người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, ai ai rốt cuộc cũng phải chết cả. Ngài lại thưa, như vậy, có cách gì thoát sự chết chăng? Bấy giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu. Đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu, hiểu rõ tự tâm, thấu suốt bổn tánh, thì mới có thể chấm dứt sanh tử, thoát vòng luân hồi, thành tựu chánh giác, chứng được vô sinh. Hòa Thượng Tuyên Hóa nguồn, độ nhân. Ha ha ha,